mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Biết Việt Nhật và Cuộc Sống ở Nhật. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn công thức làm món bún gạo xào hải sản. Món ăn này vừa ngon vừa dễ làm, sẽ giúp các bạn và gia đình thay đổi khẩu vị và đổi món cho bữa ăn thêm thú vị ạ. Nào, hãy cùng Biết bắt tay vào làm món ăn này nhé. Về phần nguyên liệu để làm món bún xào hải sản thì mình sử dụng loại bún gạo của Nhật. Loại này mình mua ở siêu thị của Nhật. Thì loại này rất là dai và không có bị bể khi mà xào. Bạn có thể thay thế bằng bún gạo của Việt Nam để xào cũng được. Và món bún gạo thì mình sẽ sử dụng nấm hương. Loại này rất là thơm và bạn sẽ ngâm khoảng 5 phút hoặc là 10 phút để cho nó nở ra và mềm. Thì mình sẽ thái sợ mình xào. Và tôm và thịt, thịt ba chỉ thì cắt nhỏ và tôm mình sơ chế sạch à. Về phần rau củ bỏ vào món bún gạo thì mình sử dụng tỏi, củ hành tím và ớt chuông ba màu, ngò và hành bô rô. Về gia vị nêm nếm đi kèm thì mình sử dụng là dầu hào bạn có thể mua ở bất cứ siêu thị Nhật nào cũng có, hoặc là sử dụng dầu hào của Việt Nam. Dầu hào ở bên Nhật gọi là oyster sauce, và đường. Nước tương đậm đặc của Nhật mình sử dụng loại umakuchi, loại này rất là ngon và đậm đặc. Mình có thể sử dụng nước tương của Việt Nam cũng được. Và dầu mè thì mình về cái mấy món xào nấu thì mình hay sử dụng dầu mè cho nó thơm và rất tốt cho sức khỏe. Và cái nấm thì mình sẽ cắt những cái phần chân nấm, vì là nó rất là cứng và rất là nó không có ngon, thì mình bỏ đi những cái phần chân nấm nhé. Và bún này mình sẽ đi ngâm nước nóng khoảng 7 phút để cho bún nó nở. Mình ngâm nước nóng khoảng 70 độ C ạ. Hành tím thì mình thái mỏng và mình băm nhuyễn. Và tỏi mình cũng thái mỏng và băm nhuyễn luôn ạ. Mình sẽ ướp một muỗng tỏi, một muỗng hành tím vào tôm và thịt để khi xào nó có cái mùi rất là thơm. Và mình sẽ cho một muỗng dầu hào. Và một muỗng nước tương. Và một muỗng đường luôn ạ. Mình sẽ trộn đều và mình ướp khoảng 10 phút. Rau củ thì mình sẽ thái mỏng như thế này ạ. Và hành bô rô mình cũng thái mỏng. Và nấm hương khi mình ngâm mềm thì mình sẽ thái mỏng luôn.
Bún sau khi mình ngâm 7 phút, ngâm nước nóng khoảng 70 độ thì bún sẽ nở ra được như thế này à. Và mình sẽ nêm một muỗng dầu hào. Và một muỗng nước tương. Và dầu mè thì mình cho 2 muỗng. Mình sẽ trộn bún lên đều cho thấm gia vị ạ. Mình sẽ cho dầu mè vào chảo. Và để cho chảo hơi nóng thì mình sẽ cho tỏi và hành tím vào để mình xào cho nó thơm. Khi tỏi và hành tím thơm và vàng rồi thì mình sẽ cho tôm và thịt vào để mình xào săn và xào cho nó vàng và thơm ạ. Và kế tiếp mình sẽ cho nấm, nấm hương xào chung với thịt và tôm. Vì là phần nấm hương này rất là lâu chín nên mình sẽ cho xào chung với thịt và tôm ạ. Và mình sẽ cho cái phần thịt ra đĩa và kế tiếp là mình sẽ cho dầu và hành và tỏi vào phi thơm để mình xào cái phần rau củ ạ. Mình sẽ xào từng phần để cho nó thơm và thấm gia vị và cái phần rau củ không có bị chảy nước vào thịt. Và mình cho một muỗng dầu hào vào để xào cho cái phần rau củ nên có cái vị của dầu hào rất là thơm ngon. Và cái phần hỗn hợp mình đã xào xong thịt và rau củ xong rồi ạ. Kế tiếp là mình sẽ cho dầu vào để mình xào, mình cho cái tỏi và củ hành vào xào thơm để mình xào phần bún ạ. Và mình sẽ cho tất cả các rau củ và thịt vào để mình trộn chung với bún. Các bạn để cái lửa vừa, lửa nhỏ thôi để mình trộn cho đều và tất cả các gia vị nó thấm vào bún và rất là ngon. Cái phần bún xào này mình chỉ sử dụng dầu hào và nước tương và một ít đường. Mình không có cần phải nêm nếm bột ngọt, bột nêm nữa. Vì là trong cái phần dầu hào nó đã có cái vị rất là ngon rồi nên mình không cần phải nêm bột ngọt bột nêm nữa ạ. Bạn có thấy cái phần bún nó rất là tươi ra và nó không có bị nhão và bị nát. Vì là cái phần bún này nó rất là dai, rất là ngon và mình sẽ cho ra đĩa. Cái phần bún thấm nha, gia vị ha, bạn thấy từng sợi nó tơi, nó rời ra, nó không có bị dính chùm vào. Thì cái đó là mình đã xào một cách thành công rồi ạ. Và mình sẽ trang trí và mình thưởng thức thôi ạ. Như
vậy món bún gạo của chúng ta đã hoàn thành xong rồi ạ. Món ăn rất đơn giản, dễ làm, vừa ngon, nhiều dinh dưỡng. Các bạn có thể bắt tay vào làm được rồi nhé. Các bạn nhớ like, đăng ký kênh để khi mình có video clip mới, các bạn dễ dàng nhìn thấy. Chúc cả nhà thành công với món ăn này nhé.